Chiều ngày 30 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Đừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm ông Thái Minh Hiển giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ra quyết định chỉ định đồng chí Thái Minh Hiển tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ với trách nhiệm là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bản thân xin hứa với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyệt đối chấp hành sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và trong sắp tới bản thân là luôn tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đặc biệt là cái trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí liên quan đến là cái lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bản thân cũng xin hứa cùng với là tập thể Ban Giám đốc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường sớm củng cố ổn định tổ chức, tăng cường cái cải cách thủ tục hành chính để là sớm ổn định đi vào hoạt động, góp phần là phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp, qua đó thì góp phần là vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Thái Minh Hiển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, để đáp ứng yêu cầu công việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc và mạnh dạn điều động bổ nhiệm đồng chí Thái Minh Hiển giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao năng lực và những đóng góp của đồng chí Thái Minh Hiển trong suốt quá trình công tác vừa qua. Đồng thời đề nghị tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu, đoàn kết thống nhất cùng với đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Hiện nay trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang chúng ta nói riêng, đang triển khai thực hiện các dự án về giao thông, về xây dựng hạ tầng. Việc quản lý, khai thác tài nguyên phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt lâu dài là hết sức cấp thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu cho khu vực phía Nam và của tỉnh An Giang chúng ta. Do đó, kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, củng cố đội ngũ cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường là việc làm cấp bách hơn bao giờ hết. Thường trực Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm giải quyết kịp thời những ách tắc nói trên. Tôi tin tưởng rằng nhận trách nhiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Hiển sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đồng chí đã hứa trước Bí thư Tỉnh ủy, trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy hôm nay. Tôi yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, một là phải tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo điều hành, đoàn kết nội bộ, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Hai là nhanh chóng nắm bắt công việc, triển khai kịp thời, hiệu quả các cái nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. Ba là
tham mưu đầy đủ cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cũng như những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường, đời sống dân sinh hiện tại và lâu dài. Phải luôn cảnh giác, giữ gìn sự trong sạch của bản thân, của gia đình và quyết tâm chống lại những cám dỗ về vật chất, những biểu hiện tiêu cực lãng phí, lợi ích nhóm đối với nhiệm vụ mà đồng chí được phân công. Thực hiện tốt các nội dung trên chính là việc đồng chí đã đáp ứng kỳ vọng của Bí thư tỉnh ủy, của Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao phó. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tích cực hỗ trợ đồng chí Thái Minh Hiển trong quá trình tiếp cận công việc mới và thực thi nhiệm vụ. Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để đồng chí tân giám đốc và tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.